Ơ bị bệnh gì đấy bác? Thì cái dạng bệnh máu không lưu thông ý mà. À bệnh máu không lưu thông hả? Nên là cơ thể ấy từ nhẹ đến nặng trước. Nên là bác nhớ uống 2 viên nhá. Vâng. Thế là bác này bác đầu bếp cho tôi, bác nấu cho tôi món gì đấy hả bác Daddy? Bác bị đơn nấu món mì đấy. Bác y tá cảm ơn bác nhá, bác đừng sờ vào cái đèn đấy là vỡ toang của tôi đó. Bác nhẹ nhàng thôi nhá. Này không sờ vào đấy đâu bác ơi. Teddy ơi, nấu cho tôi món mì đi. Đây. Teddy ơi, ca số 8 nấu ăn dùm. Ca số 8 kìa, nấu ăn dùm chị đi. Đâu, Âu đâu? Cho vào ngoáy đi. Ờ đấy, rồi, lấy khay ra. Rồi, nấu đi. Đây, để ý đây, còn lấy nguyên vật liệu. Nguyên vật liệu này thì không được rồi. Đây, trong nguyên vật liệu này. Ui, ui. Thế không được, đây, đây, cho. Đây, cho cái nguyên vật liệu này. Nào, cho một tí cái này vào cho thơm này nhé. Tôi sẽ bắt đầu tiến hành các món thật đã. DJ cân băng cha. Lại đây. Xong rồi. Bác đi xét nghiệm à? Ừ, đi xét nghiệm thì cho vào ống soi mà. À, ê, tên đi ơi. Xong chưa? Ê, chị mượn chút gia vị nhé. Đấy, cho ai đã cần à? Đưa chị đi. Chị cần rồi. Chị này. Đấy, em dùng cái xét nghiệm này đi chị. Kìa, em đưa cho tận tay chị kìa. Bỏ cái kính lên đi con. Con đừng cẩn thận cái đèn này không nghịch được đâu. Cho con có thể soi con nhẹ nhàng nhưng con không được sờ vào đấy nữa. Ờ rồi ok, thế con đừng sờ vào đấy nhá. Con chỉ giả vờ thế thôi, đừng đứng chạm chạm thế thôi chứ con đừng kéo lên kéo xuống nó vỡ bóng ấy. Thế à, tôi chết rồi. Toang rồi. Chắc là bác cần phải phẫu thuật ngay nếu không sẽ không kịp đâu. Vâng, thế bác chăm sóc tôi nhá. Đồ bếp ơi, cao số 8 ạ, còn đồ ăn này kìa, cho bác cốc nước đi kìa. Chào tôi xin cốc nước nhá. Có gì đây? Ăn cái này rất tốt đấy. À, này, không được sờ vào đấy. Ừ.